Mình là Vũ Thị Thu Phương, sinh viên FI khóa 2 của Đại học MBX. Và trong video này, tại buổi học số 2 môn Hoa Hạnh Phúc thì mình đã được học về cái chủ đề nó rất là mọi người rất là quan tâm, và chủ đề này rất là hay, và con người ta ai cũng mong muốn có được cái điều này, đó chính là cái chủ đề hạnh phúc. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về những cái ý chính. Đầu tiên là chính là chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi về hạnh phúc này. Đầu tiên là hạnh phúc là gì, làm thế nào để chúng ta có hạnh phúc, và tại sao chúng ta lại chọn con đường hạnh phúc. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một chút cái sự so sánh về thành công và hạnh phúc, và cuối cùng chúng ta sẽ bàn luận về chủ đề là hạnh phúc đến từ cảm xúc. Đó. Thì hôm nay bọn mình đã ở trên lớp, chúng mình đã tranh luận và bàn luận về những cái nội dung mình vừa đưa ra rồi, và bây giờ thì mình sẽ review cho bạn về những kiến thức mà mình đã được học, được bàn luận, được mổ xẻ ở trong cái bài học, ở trong buổi học số 2 này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với đầu tiên, hạnh phúc là gì? Thì như buổi học thì mình đã chia sẻ, theo mình hiểu được thì hạnh phúc chính là cái cảm xúc mà chúng ta đã đạt được sau khi đạt được một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành được một cái nhiệm vụ, hoàn thành được mục tiêu, vấn đề đặt ra. Còn ngày hôm nay thì sau khi được phân tích kỹ hơn, được thầy giáo là dạy cho về cái dạy cho nhiều hơn về cái kiến thức này, thì bọn mình lại được định nghĩa cái hạnh phúc của nó rất là nó bao trùm rất là nhiều khía cạnh. Hạnh phúc nó chính là cái sự thay đổi về cảm xúc này. Hạnh phúc là thái độ mà chúng ta đối với cuộc sống, đối với cái cuộc đời này. Và hạnh phúc đơn giản chỉ là cái cảm giác mà chúng ta có được sau khi được thay đổi cảm xúc. Và tại sao lại nói như vậy? Mình lấy ví dụ như này. Đối với cái việc mà hạnh phúc chúng ta là có được sau khi đạt được cái điều gì đó, thì cái này thì ai cũng rõ rồi đúng không ạ? Khi chúng ta đặt ra cái mục tiêu mà chúng ta chinh phục được, thì cái người mà hạnh phúc nhất, thì người happy nhất, thì người vui vẻ nhất, và chính là bản thân chúng ta. Và khi chúng ta đạt được cái nhiệm vụ đó, hoàn thành được cái mục tiêu đề ra, thì chẳng ai là không vui đúng không ạ? Và chúng ta đạt được nó, đó là cái sự khi chúng ta có sự thành công và chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc chính là cảm giác khi chúng ta đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đưa ra. Bên cạnh đó thì hạnh phúc nó còn được thể hiện qua cái sự thay đổi về cảm xúc. Mình lấy ví dụ như này. Các bạn hãy tưởng tượng các bạn đang ở trong một cuộc thi rất quan trọng. Ví dụ như các bạn vừa thi trường đại học quốc gia xong đi, hay là các bạn đang trong cuộc thi nó có câu trả lời và cần thời gian để bạn đưa ra đáp án. Nói chung là cái cuộc thi đó đối với bạn thì nó rất là quan trọng. Vậy khi các bạn thi xong và đang chờ kết quả, thì cảm giác của các bạn lúc đó như thế nào? Các bạn sẽ rất là hồi hộp này, lo lắng này. Có những bạn tự tin vào thân mình, sẽ có cảm giác là vui vẻ, nhưng đa số sẽ là bồn chồn và rất là hồi hộp đúng không? Vậy sau khi mà các bạn nhận được kết quả từ ban giám khảo, kết quả đó tích cực đối với bạn, thì bạn sẽ như nào? Các bạn sẽ vỡ hòa ra, rất là hạnh phúc, đúng không? Bởi bao nhiêu cái nỗ lực của các bạn đến nay là các bạn đã đạt được như cái ý mình mong muốn, thậm chí là có những bạn đã vượt qua cái sự mong muốn của bản thân mình. Đó. Thì hạnh phúc ở đây nó đơn thuần là chỉ là cái sự chênh lệch về cảm xúc. Các bạn đang rất là lo lắng, hồi hộp, run ấy. Và sau khi đó các bạn được vỡ hòa ra một cái sự vô cùng happy, vô cùng bất ngờ. Đó. Thì các bạn lúc đấy làm sao ạ? Rất là hạnh phúc. Đó. Thì hạnh phúc nó chính là cái sự chênh lệch về cảm xúc. Và tùy theo cái mức độ của cái cuộc thi mà các bạn đang tham gia đó nhé. Các bạn thi một cuộc thi ở trong thôn thôi, nó sẽ khác với các bạn thi với các bạn ở trong xã. Mức độ nó sẽ khác so với thi quận, thi huyện và lên tỉnh, thành phố, thậm chí lên quốc gia. Vậy từ cái cuộc thi ở trong thôn, trong làng so với quốc gia thì nó rất là chênh lệch. Và càng và cái cả cái cảm xúc lúc bạn lo lắng lên lúc các bạn mà có được kết quả thì nó cũng sẽ chênh lệch hơn. Ví dụ như là cảm xúc bạn lo lắng ở đây, ở thôn nó chỉ lên những quốc gia là tận này, thì làm sao cái sự happy của các bạn, cái sự hạnh phúc của bạn nó cũng sẽ chênh lệch. Đó, tức là cảm xúc của các bạn chênh lệch càng nhiều
nghĩa. Chúng ta hay nghĩ là chúng ta học được bài học gì từ cái khó khăn này, từ cái thử thách này, từ cái vấp ngã lần này để chúng ta rút kinh nghiệm cho những ngày sau. Thì mỗi cái lần chúng ta có được, chúng ta nhận được cái điều tiêu cực từ cuộc sống mang lại cho chúng ta, mà chúng ta trả lại nó bằng một ý nghĩa, mang lại trao cho nó một cái ý nghĩa đẹp, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Và cũng chính vì vậy chúng ta sẽ có được cái sự happy, được cái sự hạnh phúc, đúng không? Đó, thì đó chính là cái mà hạnh phúc, chính là cái thái độ mà chúng ta đưa ra, chúng ta thái độ chúng ta đối với cuộc sống. Cũng là một cái trường hợp như vậy, cũng là trong cái hoàn cảnh như vậy, cũng trong thử thách như vậy, có những người người ta nghĩ tiêu cực, thì cái nội tâm, cái cảm xúc ở đó họ sẽ cảm thấy rất là tiêu cực, buồn chán, thậm chí là gọi là muốn hết đời luôn, đúng không? Nhưng với những người mà người ta suy nghĩ tích cực, người ta trao cho mình ý nghĩa, người ta muốn nó trở thành một bài học cho bản thân mình, thì họ lại cảm thấy rất là happy, không có sự đau buồn gì cả, không có sự gọi là khó khăn gì cả, mà nó chính là cái sự bứt phá, nó có thể là bước đệm cho mình để mình nhảy đi xa hơn. Nữa hay gọi có cái câu mà lùi một bước là tiến hai bước, đúng không? Đó, chúng ta coi đó là một bài học để chúng ta rút kinh nghiệm cho những lần sau để chúng ta vươn lên cao hơn. Đó, thì đó chính là cái khái niệm mà hạnh phúc là gì. Đó, thì chúng ta hãy hiểu theo nhiều cách, bởi mỗi con người chúng ta thì sẽ có những cái góc nhìn khác nhau và cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Cũng giống như mình đã từng chia sẻ trong những video lần trước, đó chính là những người đang bị bệnh thì niềm hạnh phúc của họ đơn giản chỉ là sống một ngày khỏe mạnh giống người bình thường như chúng ta ở đây. Hạnh phúc của họ chỉ là khi được thở bình thường mà không phải lắp bình oxy chẳng hạn. Đó. Hay với những người có hoàn cảnh rất khó khăn thì họ chỉ cần là hạnh phúc của họ chỉ cần một ngày được ăn đủ no và có áo mặc đủ ấm trong những ngày mùa đông. Còn những người có điều kiện hơn thì họ lại mong muốn là họ ăn những bữa hàng ngày thì không chỉ đủ nước mà phải ngon, nhưng cái bộ quần áo không chỉ cần đủ ấm nữa mà cũng phải có sự fashion, thời trang, phải đẹp. Đó. Thì với những cái đối tượng khác nhau, con người khác nhau thì chúng ta sẽ có một cái quan niệm hạnh phúc khác nhau, đúng không? Và cái quan trọng hơn, hạnh phúc khi chúng ta có cái thái độ tích cực đối với nhân sinh muôn loài và đối với cuộc đời này. Chúng ta đã giải quyết xong về vấn đề hạnh phúc là gì. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, đó chính là tại sao chúng ta lại chọn con đường hạnh phúc, đúng không? Vậy thì các bạn hãy tự hỏi mình xem, mình đang học tập, mình đang nỗ lực, mình đang phấn đấu, mình đang quyết tâm, hay mình đang làm cái bất kỳ công việc gì đó, cái kết lại cái mục đích cuối cùng của chúng ta khi mà chúng ta làm những công việc đó là gì? Các bạn sẽ trả lời là mình muốn trở thành một CEO, mình muốn trở thành một doanh nhân, mình muốn có được nhiều tiền, muốn có được 1 tỷ, 2 tỷ, 1 triệu đô, 2 triệu đô, bla bla. Nhưng cái cốt ở đây là gì? Cái mà thực sự các bạn hướng đến là gì? Đó chính là một cuộc sống đầy đủ, no ấm, cuộc sống tự do, đúng không? Nó chung quy lại, đó chính là chúng ta muốn có một cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn, nhiều bạn, các bạn không nói là các bạn muốn có cuộc đời hạnh phúc, chẳng qua là các bạn chưa nhận ra thực sự đó là mình đang xây dựng cuộc đời hạnh phúc đâu, mà các bạn chỉ đang nghĩ là mình cố gắng để mình có được cái vị trí như này, mình có được cái tài chính như thế này để mình ổn định hơn, để cho cái cuộc sống của mình nó ổn định hơn. Nhưng trên tất cả, dù các bạn có làm gì nữa, thì chắc chắn là các bạn đều mong muốn có cuộc sống là vui vẻ, hạnh phúc, đúng không? Thì đó là lý do vì sao chúng ta lại chọn con đường hạnh phúc. Làm gì có ai mà không muốn cuộc sống hạnh phúc đâu, kể cả những người nghèo, những người không có điều kiện kinh tế khá giả, họ cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc của họ có thể là chỉ cần sống với người họ yêu thương thôi, họ cũng hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Đó, thì đấy là vấn đề thứ hai mình muốn nói, tại sao chúng ta chọn con đường hạnh phúc, đúng không? Bởi vì hạnh phúc nó chính là cái đích đến, nó chính là cái mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người khi chúng ta đang cố gắng hết sức để làm.
làm việc, để học tập, để rèn luyện trong buổi bản thân. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba, đó chính là làm thế nào để chúng ta có được hạnh phúc. Đó. Thì ở video chuẩn bị trước thì mình cũng có nói để đọc được một ý, đó chính là chúng ta sẽ bước trở lại, chúng ta có được cái hạnh phúc tự thân thì tất cả những yếu tố bên ngoài xung quanh nó thay đổi như thế nào, thì bản thân chúng ta vẫn có được cái sự happy, hạnh phúc ở trong chính bản thân mình. Vậy giảm mong cầu ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta bớt mong chờ, chúng ta bớt phụ thuộc, chúng ta không tin, không phải không tin mà không thể đặt chọn niềm tin vào đâu cả, mà ta chính là bản thân chúng ta, chỉ chúng ta muốn điều khiển cảm xúc của mình và đừng để cho bất kỳ điều gì đó thay đổi cảm xúc chúng ta, nó điều khiển bản thân chúng ta. Đó. Ví dụ như thế này, khi mà bạn mong chờ một cái điều gì đó, mong chờ ai có thể yêu thương bản thân mình, mong chờ một người nào đó có thể giúp đỡ mình, thì nếu khi mà họ không giúp đỡ được chúng ta nữa thì bản thân chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng, và cái cảm giác của chúng ta sau đó chính là cái sự khổ đau chứ không hề là hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta không phụ thuộc vào họ rồi, chúng ta luôn tin tưởng vào chúng ta tất cả những cái điều mà chúng ta mong chờ đều ở bản thân chúng ta, thì cho dù ngoại cảnh tác động như thế nào trong lớp thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Thầy giáo mình có chia sẻ cho chúng mình một câu, đó chính là mong chờ nhiều thì khổ đau nhiều. Chính vì vậy khi chúng ta bớt khổ đau đi thì chúng ta sẽ có thêm một cái sự happy, thêm một sự hạnh phúc. Chính vì vậy là khi chúng ta bớt mong chờ điều gì đó thì chúng ta đã tích lũy và chúng ta có thêm một cái sự happy, một sự hạnh phúc rồi. Mình có chia sẻ như là mình sống cuộc đời như con chim ấy, chứ đừng sống theo một cuộc cây tầm người. Cái niềm hạnh phúc của cây tầm người hay còn gọi những người hay phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh, đó chính là họ sống hoàn toàn vào cái cây mà họ bám vào, sống hoàn toàn vào cái hoàn cảnh mà bên ngoài tác động vào. Vậy khi cái cây đó chết đi, khi yếu tố ngoại cảnh chết đi thì cây tầm người sẽ làm sao? Sẽ chết theo. Đó. Thì khi đó là khi chúng ta phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện ngoài có nhiều, thì khi cái điều đó diễn ra theo ý của chúng ta không mong muốn thì con người chúng ta cũng sẽ đi theo, chúng ta sẽ nhận lại cái sự khổ đau, đúng không? Vậy nếu chúng ta sống theo cách của con chim, đó chính là khi nó động vào một cái cảnh bất kỳ nào nhá, thì nó không cần biết, nó không quan trọng là, thực ra không phải không quan trọng là nó sẽ không bị phụ thuộc với cành cây. Cho dù nó đậu cái cành chắc thì không sao, nhưng nếu nó đậu cái cành mềm, cái cành gãy xuống thì nó vẫn làm sao? Nó vẫn bay lên, nó vẫn bay lên được. Bởi vì cái sức mạnh của nó không nằm ở cái cây để nâng đỡ nó, mà chính là ở đôi cánh của nó. Nó có thể tự nâng nó bay đi, tự nâng nó để nó không bị ngã, để không bị chết, giống như cái tầm người. Chính vì vậy, để có cái sự hạnh phúc thì các bạn cũng đừng nên phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh, bởi vì nó có thể giết chết tâm hồn, giết chết cảm xúc của bạn, mà hãy có được cái động lực tự thân, có cái niềm vui hạnh phúc tự thân. Đó. Tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau so sánh một chút giữa cái sự thành công và hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng đưa ra các quan điểm cho là giữa thành công và hạnh phúc thì các bạn chọn điều gì và lý do tại sao nhé. Thì ở video trước thì mình cũng chia sẻ thành công của chúng ta khi chúng ta đạt được cái điều gì đó thì chúng ta thành công. Còn hạnh phúc đó là cái quá trình chúng ta, không phải quá trình mà cái đích đến, cái cảm giác, cảm xúc sau khi chúng ta đạt được cái điều đó, đồng thời cũng chính là cái thái độ chúng ta với cuộc sống và cái sự chân thật về cảm xúc. Vậy thì qua cái mà mình vừa nói thì giữa người thành công và người hạnh phúc thì các bạn sẽ chọn điều gì? Thì với quan điểm của một số người, họ sẽ muốn thành công, họ muốn có được cái sự nghiệp vang dội, vì họ nghĩ là nếu có được thành công thì họ sẽ có sự hạnh phúc. Còn một số người thì họ nghĩ là khi mà họ đi đến cảm xúc rồi, đi đến hạnh phúc rồi, thì trên con đường đi đến hạnh phúc thì họ đã trải qua thành công và đi đến. Đó. Thì theo quan điểm cá nhân của mình nhé, giữa một người thành công và một người hạnh phúc thì
thì mình sẽ chọn cái niềm hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc nó chính là cái mà con người chúng ta hướng đến. Khi mà một người có được sự thành công thì họ chưa chắc là có được cái sự hạnh phúc, do cái tâm lý, do cái cảm xúc của họ nó không được happy, nó không được vui vẻ, nó lúc nào nó cũng lo lắng, hay là lúc nào họ cũng nghĩ đến một cái sự gọi là phải gọi là có tiền, có vị trí, vị thế đứng trong xã hội. Thì như thế họ chạy theo cái danh, họ chạy theo cái lợi của họ, thì cái sự happy của họ sẽ không được, sẽ lúc nào nó cũng sẽ không được tự nhiên, và lúc nào họ cũng sẽ có cái cảm giác đấy nó gọi là gượng ép mình phải như thế này, phải như kia, mà họ không sống cái cuộc sống mà họ hoàn toàn mong muốn sự happy, sự vui vẻ này. Còn ngược lại, đối với người hạnh phúc, cho dù họ có không thành công trong cái lĩnh vực nào nhé, thì họ vẫn luôn có được sự vui vẻ, sự lạc quan, sự bên trong chúng ta thoải mái, thì cái thể hiện ra bên ngoài chúng ta sẽ thoải mái, chúng ta làm một điều nó rất là nhẹ nhàng, rất là kiểu lúc nào happy, nó không phải lúc nào cũng lo lắng một cái vị trí mình đang đứng ở đâu, hay là tài chính mình tháng này có đủ hay không. Không, họ cái đó họ có thất bại trong cái việc trở thành một cái gì đó, họ cho dù cái vị trí của họ thấp hơn, thế nhưng mà khi mà họ đã có cuộc sống hạnh phúc rồi thì chắc chắn họ sẽ có cái niềm thành công gì đó, bởi vì họ đang vui với chính cuộc sống của họ rồi đó. Thì đó là lý do mà mình chọn người hạnh phúc hơn là người thành công. Bởi vì người thành công thì chưa chắc là có hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc rồi thì chắc chắn là sẽ có cái sự thành công, đúng không ạ? Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái việc hạnh phúc đến từ cảm xúc? Như ban nãy mình có chia sẻ với chính bạn, hạnh phúc chính là cái sự chênh lệch về cảm xúc, đúng không ạ? Cảm xúc thì đến từ ngũ quan, người đến từ ngoại cảnh. Những cái ngoại cảnh tác động vào ngũ quan là chúng ta ảnh hưởng về cảm xúc, đúng không ạ? Vậy thì cảm xúc hạnh phúc đến từ cảm xúc thì nó sẽ như thế nào, nó có phải giống như cảm xúc đến từ lý trí hay không? Thì cảm xúc đến hạnh phúc đến từ cảm xúc thì nó sẽ thường mang đến sự khổ đau, bởi vì khi mà ai đã cảm nhận được cái sự hạnh phúc sau khi trải qua những cái cảm xúc rồi thì họ đều biết là phải trải qua khổ đau, phải trải qua bao nhiêu thời gian khó họ mới đến được hạnh phúc. Và khi chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc, chúng ta sẽ bị lu mờ lý trí và sẽ bị cảm xúc dẫn dắt. Khi đó thì cái điều hạnh phúc đấy sẽ là cái sự hạnh phúc còn dễ điều khiển chúng ta nhất đó. Và hạnh phúc đến từ cảm xúc thì nó sẽ không bền, và nó sẽ mang lại, nó sẽ bắt nguồn từ khổ đau đó. Chính vì vậy chúng ta hãy cố gắng rèn luyện hạnh phúc từ ý chí, hạnh phúc đừng đến từ cảm xúc, đừng để cảm xúc nó lay động chúng ta, đừng để cảm xúc nó đánh lừa chúng ta, kéo chúng ta đi theo. Vậy chúng ta hãy học cách kiểm soát cảm xúc của mình để nó không ảnh hưởng đến bản thân chúng ta. Ok, đấy là những cái điều mình khôi động lại sau khi được học cái buổi số 2 tại môn học hạnh phúc với chủ đề là hạnh phúc. Video của mình